mình chật thuốc quá, cái làm thuốc không có nhẹ nói không. Ủa, nhiều quá, trộn quá, sạch sẽ. Năm nay mà thời tiết mưa vậy là vụ lúa đông xuân rồi cũng bảo đảm luôn á. Đè đây giờ không mình có 2 vụ à, chứ theo 3 vụ là ngon. Nước mà mặn mé đó lúc lúc ngang dương tư. Này dưới này con thấy mần ruộng thẳng băng đẹp thì ông ơi. Hồi giờ mà lúa xạ không khỏe rồi. Ông ơi với ta nghỉ tay uống nước nha. Nhỏ kìa, cậu mới cho gọi luôn mày. Nè, thử uống miếng nước Tư. Nãy mình có mệt, làm uống nước, nghỉ mệt chút đi. Trà đá, trà đá. Ừ. Mệt quá đã hả? Trà đá, rồi đã khác. Ngồi làm ly nữa, ngồi. Ly nữa đi. Ông ngồi. Rồi, uống miếng nước này. Sáng thấy trời mưa mà hên chiều hết mưa ông ha, đi làm được hơn chứ. Chiều ông Mười có cái bờ cỏ nãy á, dạ. Mười xuống mình kêu chuyện tư của mình, rồi cái Mười thấy ốc bộn mà. Dạ không? Ừ. À, con thấy ở gần nhà, ở xung quanh nhà nhiều lắm không? Thì nó ốc ma thường thường nó ở xanh quanh nhà không à. Dạ. Nó leo lên mấy cây, nó ăn cây trái này tới kia rồi. Con nghĩ chắc tối nay ba với ông Mười vòng vòng đi vòng vòng nhà thôi là bắt được mớ rồi đó. Rồi. Vậy là chiều nay con ông đi bắt ha. Rồi. Rồi để nó đi con nói cho. Ông Mười với ba cứ việc bắt đi, còn lại để con lo. Ôi mà cái đó bắt ban ngày hay ban đêm không? Ờ tối tối nó mới có. Tối nó ra nhiều phải không? Ờ tối nó mới ra nhiều. Rồi. Thêm mớ của ba với tối bắt thêm nữa đủ á. Tối tối bắt mớ nữa. Nó ăn giòn giòn ngon lắm. Ốc nấu ăn à. Đó là như đó. Ba với Mười đi bắt ốc về coi nè. Ờ được nhiều không ba? Ờ cũng được, mới để ba với Mười đi bắt thêm nha. Dạ. Ô, đem này cũng có. Thank you.
nha. Vô cắt nửa quần trăng nha. Thôi đã nha. Trời bắt mát này nhậu là hết hết sỉ rồi. Con giữ ăn dạ. Ngon nghe. Ba với mười ăn đi nha. Quá trời chồm xuống. Con còn món rồi. Nữa à, cảm ơn ngon. Còn món nữa hả? Làm xôm xôm đem lao luôn nha. Dạ. Ngon luôn á. Lá lốt mà nướng lá lốt ngon thơm. Ngon, thơm. Thơm cực kỳ thơm luôn. Này hủi cái nào cũng đã rồi nó ăn. Nó miền Tây mình phải gót cho nó đầy chứ. Rồi nãy con uống trước giờ tới ông nè. Rồi. Ông uống trước đi. Rồi. Chưa, ngon ha. Ngon ngon. Màu bén mà không. Cái này uống biết chừng nào xỉn không? Trời kiểu này uống ăn gian nhớ lắm nha. Thì uống nhiều cũng ngon như gì đâu. Đau. Ngon thiệt. Ốc này ăn giòn giòn ha. Ngon. Nó giòn giòn với có thịt ba gọi trộn vô với lá lốt với mùi nướng nó thơm không? Thơm. Vô tiếp cậu. Rồi vô. Vô nha, cái này chơi uống không ăn gian nha. Đã yếu uống. Hiếm, mình hiếm được gặp mọi này lắm, nướng lá lốt bây giờ hiếm lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Mồi tới tiếp nè. Mở nữa. Dạ. Quá. Này là ốc nguyên con đó nha. Nhưng con phải ngồi để uống với ba với ông Mười một miếng gì em? Dạ thôi, ông Mười với ba ăn đi. Con đi vô xuống dưới con dọn dẹp. Con dạ hả? Thôi vậy con dọn dẹp ăn. Thấy ham mà cả. Cậu mỗi lần con làm gạch á, cái con nói bạn là sao con nhức giò quá chừng mà cái nó mới bày vô mang ốc này nè, cái nó về nó bắt cho nửa bao nó đem lại làm mày luộc ốc này đầu cái lấy gan rồi đầu vô sạch nha, cái xào với mà vô leo á ăn vậy chứ đỡ nhức giò lắm không. Cậu 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 mà ăn vô vài lần là nó hết á. Thấy nó im hả? Im á. Thôi giờ vô tép miếng nữa đây. Nãy giờ lâu rồi. Ngon, ngon quá. Nè hôm qua nó mập thù lù luôn rồi thấy không? Đó. Làm ngọt quá, ngon quá. Làm món lạ lạ nhậu ngon.